sự là rất là hiếm hoi khi mà lần đầu tiên tại Việt Nam có tổ chức một cái show đặc biệt như vậy. Tại vì sao ạ? Tại vì không có rất nhiều đơn vị tổ chức nào mà tổ chức được những cái show mà gồm tất cả các loại hình du thuyền, tàu từ lớn tới nhỏ tới đây để trình bày show diễn cho tất cả khách hàng có thể xem được, trải nghiệm được cũng như là gì tham khảo để sở hữu. Thực sự là khi mà tham gia show này thì là khách hàng đã tới đây tham quan và xem các loại du thuyền, và rất là thú vị là khách hàng vừa mua du thuyền xong và khách hàng đặt cọc mua luôn dự án Aqua City. Đây là lần đầu tiên Tâm Sơn Nhất Tinh đem toàn bộ đội hình du thuyền của mình tham dự một cái triển lãm mà chúng tôi đã có được cái thành công nhất định về mặt truyền thông, cũng như là nhận được cái sự quan tâm rất là lớn từ cộng đồng những người yêu du thuyền cũng như là một số những cái khách hàng cho những cái dòng du thuyền sắp tới. Thì Tâm Sơn Nhất Tinh rất hoan nghênh nỗ lực của ban tổ chức Sài Gòn Yacht Show 2021 trong việc tổ chức là một cái sân chơi dành cho các hãng du thuyền. Đối với Tâm Sơn Nhất Tinh, đây là một trong những cái sự kiện mà chúng tôi chắc chắn rằng sẽ tham gia lần tiếp theo. I think the show was a fantastic success. This was really a part of history, a piece of history. This was the first ever boat show held in Vietnam. This was a fantastic opportunity for Triac Composites, which traditionally has been a boat building company for export, but now we are very much looking at the domestic market. Yeah, no, we're really looking forward to the second year of the Saigon Yacht Show. So for us, as a boat dealers, it was very interesting in the sense that we did in 3 days more visit into our boat than the three last 6 months. Okay, we had 70 visitors on our boat. I was able to collect precious data on consumer in Vietnam.